Hello anh em, khi chạy trail thì anh em thường lựa chọn vest và đóng đồ trên vest như nào? Ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với anh em một chiếc vest. Đây là chiếc vest mình đang sử dụng và cũng sẽ đồng hành cùng mình trên hành trình chinh phục VMM 160km năm nay. Đây là chiếc vest Kailas Fuga Air 8 lít thế hệ 4. Chiếc vest này thì sẽ phù hợp với anh em chạy các cự ly từ trung bình như kiểu 25km đến các cự ly dài, ví dụ như mình chạy 160km. Đặc điểm đầu tiên mà khi anh em đeo chiếc vest này thì anh em sẽ cảm giác là chiếc vest này nó khá là nhẹ. Chiếc vest này chỉ nặng dưới 200g và nó cảm giác rất là ôm. Việc là thiết kế ôm bởi vì là Kailas họ có làm một tích hợp hệ thống khóa 3 này, rất là tiện lợi. Anh em khi kéo lấy lỏng ra chỉ việc kéo cái nhẹ cái khóa và lấy ra. Và khi mình sau đó thì mình muốn thắt chặt lại thì mình sẽ vặn làm sao điều chỉnh đến khi mình cảm giác là vừa vặn ôm sát người. Đấy, thì anh em thắt chặt lại. Thì đây là một trong những tính năng vô cùng quan trọng khi anh em chạy trail. Nếu mà phải một cái vest nó có lọc sọc thì rất là khó chịu. Cái khóa này rất là hay, nó giúp mình siết chặt đến mức độ ôm một cách vừa phải, mình cảm giác làm sao nó thoải mái trong một quá trình vận động. Mặc dù nhỏ nhẹ nhưng đây là một chiếc vest có võ. Nó được trang bị tới 14 cái túi. Đầu tiên là anh em thì có thể nhìn thấy là cái hệ thống bình nước. Ở phía đằng trước thì chiếc vest này được đi kèm cùng với hai cái bình nước với cái miệng bình là khá là rộng. Anh em có thể thấy là miệng bình khá là rộng. Với miệng bình rộng này thì anh em mình dễ dàng đổ nước vào cũng như là hòa các cái thành phần dinh dưỡng vào trong cái chiếc vest này. Ngoài ra đối với hệ thống bình nước phía trước thì bạn để ý là Kailas thích hợp một số cái khóa rất là hay là chỗ này nó giữ cho bạn các cái bình nước rất là chắc chắn, kể cả khi bạn chạy trong quần chạy này với cái khóa ở cái cổ bình luôn luôn thò lên mặt trên miệng bình này thì anh em chạy là không lo cứ phải bình nó tụt lên tụt xuống, lúc uống mình phải rút, đây nó rất là chắc chắn. Tương tự như vậy là phía đằng sau thì vest cũng được trang bị một cái ngăn chứa cùng cái bình nước có khả năng là từ 1.5 lít đến 2 lít. Và bạn thấy này, khi đi mình đi vòng đằng dây đằng trước, hệ thống là nó có cái hệ thống thắt khóa rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là chặt chẽ, làm cho chiếc vest mình ôm. Và thứ hai là cái vòi uống nước của mình này nó rất là cố định, tức là anh em lựa chọn đến cái khoảng nào anh em uống nước thì anh em khóa nó lại thì nó không bị lọc sọc tụt lên tụt xuống. Đây là một trong những điểm rất là hay của chiếc vest này. Về ngăn chứa phía đằng sau thì là một ngăn chứa 3 tầng, anh em có thể để rất là nhiều đồ. Ví dụ như là mình đã nói phía trên này là mình có một cái bình nước 1.5 đến 2 lít, mình có thể nhét vào trong này. Đây nó có cái móc treo cũng làm cho cái bình nước không tụt xuống. Phía đằng sau này mình sẽ có 3 tầng để đồ. Anh em sau khi sắp xếp đồ thì mình đóng gọn vào. Ví dụ như là đây mình cần một cái áo chống mưa thì những cái đồ nào mình ít dùng mình sẽ để phía sau. Thông thường đối với cách của mình thì mình sẽ cho vào túi bóng và hút hết chân không ra, sau đó mình cho vào, mình nhét vào. Đây là cái đồ ít dùng nên mình sẽ để phía sau. Tương tự như vậy, những cái áo, ví dụ như là áo khoác, mình cũng ít dùng, mình sẽ để phía sau. Các bạn sẽ thấy là có 3 cái tầng để đồ rất là rộng rãi. Ở cái tầng dưới này, bản chất là bao gồm 2 ngăn, một cái ngăn có khóa với một số cái vật dụng mà anh em thấy quan trọng anh em muốn cất vào. Ví dụ như đèn pin, sau khi bạn hút chân không ra, bạn thử cất vào chiếc khóa này. Hoặc là một số cái vật dụng mà bạn lo sợ mà mất giá trị thì bạn cũng thể nhét phía sau này. Các cái vật dụng phía sau này. Anh em lưu ý thì những cái vật dụng nào mềm thì mình sẽ cố gắng để phía trong, vật dụng thì cứng mình để phía ngoài để tránh cọ sát với cơ thể. Những cái vật dụng như thế này, chúng ta hoàn như là khăn y tế này, vật dụng y tế hay là chăn cứu hộ này, những cái vật dụng này mình ít dùng mình sẽ để phía đằng sau. Anh em thấy là nó rất là rộng, cái ngăn này vẫn còn rất là rộng này. Những cái vật dụng dễ lấy như là mũ, khăn đa năng thì mình sẽ để ngăn phía trên này, ngăn phía trên này dễ lấy. Bởi vì anh em sẽ tưởng tượng là đây, mình chỉ cần kéo này phát mình nhét vào phát phía sau thì nó rất là dễ lấy trong cái việc lấy của mình. Sau đó là mình sẽ để những phần này phía trên. Thì em thấy là vẫn còn rất nhiều ngăn chứa đồ, nó vẫn còn rất là rộng. Kể cả phần ngăn phía trong này, anh em có thể nhét thêm đồ nếu một số của anh em mang nhiều đồ. Tiếp theo là các cái ngăn chứa phía thân này cũng rất là rộng rãi, giúp anh để rất nhiều đồ. Ví dụ như là mình muốn để rất nhiều cái dinh dưỡng chẳng hạn, mình sẽ để dinh dưỡng ở hai cái bên đồ này. Hai cái ngăn chứa hai bên rất là rộng để anh em thoải mái để đồ. Anh em thấy là vẫn rất là rộng. Những cái vật dụng như kiểu là chống chuột rút thì chúng ta cũng thể để ngăn bên cạnh. Về giao diện phía đằng trước, anh em thấy nó vẫn còn rất là nhiều ngăn. Cái ngăn đầu tiên là cái ngăn chứa điện thoại thì anh em có thể nhét vào đây. Điện thoại thì chỉ cần đẩy lên nhét vào rất là dễ dàng để chứa điện thoại.
Ngoài ra một số cái vật dụng thường dùng mà anh em thường dùng hơn mà hoặc có thể san sẻ với một ít vật thương trước thì anh em có để những cái ngăn này. Dưới giữa mình vẫn có thể tiếp tục nhét vào cái ngăn này. Rất là nhiều. Những cái vật dụng thường dùng như là chống nắng hay là chống chafing như này thì anh em cũng có thể nhét vào cái ngăn phía trước. Tương tự muối hay là những cái găng tay. Găng tay thì mình cũng thể nhét phía trước bởi vì găng tay nó hay dùng. Một cái điểm rất là lưu ý anh em đây là trong cái ngăn chứa này ở đây nó còn có đi lồng thêm một cái túi đựng rác này, anh em có thể đổ cho rác vào đây. Găng tay thì mình cũng thường để ở ngăn chứa này, hoặc là khi nó trời nắng thì hoặc là mưa chẳng may nó bị vào thì mình móc nó luôn vào cái khóa đây để đi trên đường này thì nó nhanh, rất là nhanh khô. Đấy, anh em thấy là mặc dù nhỏ gọn nhưng mà chiếc vest này vẫn có khả năng chứa rất nhiều đồ. Đây vẫn còn rất nhiều ngăn chứa để anh em có thể tùy thuộc một số vật dụng như kiểu là muối hoặc là một số đồ khô anh em có thể để phía trước để tiện sử dụng. Phần tiếp theo là sắp xếp gậy cho cái vest này. Thì chiếc vest này có 3 cái cách sắp xếp gậy khác nhau. Trong trường hợp thứ nhất là anh em có thể sắp xếp ngay phía đằng trước này. Chúng ta sẽ thấy là nó có 2 cái dây ở đây. Chúng ta chỉ luồn vào, chúng thắt chặt nó lại. Và dưới này chúng ta sẽ có một cái khóa tiếp theo. Thì đây là một cách để anh em thắt gậy ở hai bên. Một cái cách khác anh em cũng có thể sử dụng. Một cái cách khác một số anh em có thể sử dụng đó là chúng ta sẽ thắt phía đằng sau này. Anh em cho gậy vào. Sau khi cho gậy vào thì chúng ta sẽ thắt nhẹ lại dây này, chúng ta thắt nhẹ lại cho nó chặt lại. Đây là hai cái cách thắt gậy phổ biến mà một số anh em là thường dùng. Một cái cách khác là cái lát có tích hợp sẽ đi theo một cái túi đựng gậy. Anh em hoàn toàn có thể xài thêm cái túi đựng gậy này. Nếu anh em xài túi đựng gậy thì nó rất là đơn giản, chỉ việc cắm vào, một chút ra chút vào. Đây là một cái rất là tiện lợi. Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một chiếc vest như Linh đang dùng đây thì hãy liên hệ ngay với Linh và đội ngũ để lựa chọn cho mình chiếc vest để đồng hành chinh phục trong các cung đường chạy sắp tới.